Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được chính phủ ban hành. Trong thời kỳ 2021-2030, để tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 10% một năm, Đồng Nai dự kiến nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh lũy kế đến 2030 theo giá hiện hành khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 41 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh là hơn 478.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh là hơn 525.000 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, dự kiến tỷ lệ vốn đầu tư công đạt khoảng 20% tổng vốn đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài ngân sách đạt 80%, trong đó dự kiến vốn ngoài nhà nước đạt 42% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 58%.